Có lẽ chín phương trời, có lẽ mười phương chư Phật, chư Phật mười phương. Có lẽ hoàng thiên đạo phủ chư vị thiên thần, có lẽ bản địa thần tài thần linh táo quân tại gia trung nhà tiến chủ và pháp sư Trần Văn Ngọc ở thôn nội thôn Minh Quang, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình. Hôm nay chúng con được gia chủ mời pháp sư Vũ Ngọc Khải pháp danh Duy Pháp chủ trì bản điện Đức Thánh Hiền Phương Đông ở thôn Mỹ Nguyên xóm 9 cùng thầy Trần Văn Quán và cô Văn Bùi Nguyễn Văn Tuyến về tại gia trung nhà tiến chủ để làm lễ nhân tiết Vu Lan, cầu siêu cho lễ Phật, lễ Thánh, cầu siêu cho hương linh của ông bà cha mẹ tổ tiên Trần gia đời này và đời nhiều trước được siêu sinh tịnh độ. Nhân tiết Vu Lan tháng 7, gia đình tín chủ con thành tâm sắm sửa nhang đăng trà quả các đảng vật dâng lên tại bàn thờ Phật tại gia đình tín chủ Trần Văn Mộc để làm lễ cáo yết gia tiên. Thay mặt cho pháp chủ pháp sư con xin được kính cáo và xin được vào làm lễ Phật lễ Thánh tại gia chung. Nam Mô A Di Đà Phật. Trước khi vào nhập đàn, con xin đọc lộc lật trời đất âm dương và số vật tuần hoàn kim cổ xét soi thánh hiền là bậc tôn nghiêm vào ra chớ có quay xem giả thường đàn tràng này ngày nay mới nở trên có lời pháp sự quyên ân dù ai tới trước đàn tiền ngửa trong Phật thánh tòa vàng quý nga trên trói loài sao xa rực rỡ vẻ rồng mây phục múa quy na tràng phan tiếp dẫn cả xa ai mà cũng kính ăn là phúc thêm nếu ngược lại qua xem phỉ báng lại ra điều kinh mạng tôn nghiêm luật trời tội ấy phải mang ăn năn thì cũng rõ ràng không sai tả ra pháp tôi này xóa chết hộ đàn tràng sáu chức như y kim cương tám hướng độ trì tà ma quỷ quái biệt ly khói rơi nam mô sinh tịnh độ bồ tát ma ha tát nam mô sinh tịnh độ bồ tát ma ha tát nam mô sinh tịnh độ bồ tát ma ha tát. Con ngồi trước kia vào nhập đàn con xin nhập thiết cung kính nhập tâm kính lễ thập phương pháp giới thượng trụ tam bảo để cung kính nhất tâm con kính lễ thập phương pháp giới thượng trụ tam bảo độ trung vô lượng hưởng các nghiệp tục tục bồ tát đạo thành tiêu như lai hương cúng dường nghi nhất cúng kính nhất tâm kính lễ Phật phương pháp giới thượng trụ tam bảo nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật phật đều về ta kiến tập phật về nghiệp về ta tập về tập về tập ta ta những mấy lần đầy về I'm
giải kinh nghiệm lưu hương theo tài thân tám thiên đức luật giám kiểm thành làm riêng với hợp tử trung tứ tây trung liên hoa tử đỗ kinh giải kết chiếu tai tăng nhiếp thọ phúc cơ bệnh vì bảo khang sinh phật tán đông vương giáo chủ thập nhị nguyên vương tứ cửu kim lăng diệu đại tràng nhất thất thiên trường diễn lễ tam dương thiêu tai nhỏ thêm trường nam sơ sơ ngã kiến văn chủ trì nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa giảng Bồ Tát Ma Chí tâm định lễ ước bạch tam thiên tam thiên thiên tôn đại đế đạo thanh thiết cung hằng nguyên thủy thiên tôn chí tâm định lễ ngọc hoàng quyền cung cao thượng đế chí tâm thái thượng lão quân đại đức thiên tôn đại thánh ban sư Thích Ca Mâu Ni Phật và đại thánh tam giới sư Như Lai nam mô tăng đức phật quyền pháp giới phục thịnh thượng trụ phật đà ra phục thịnh thượng trụ đạt ma ra phục thịnh thượng trụ tăng giả ra nam mô tăng nhân thiện cung kính tín lễ thượng trụ tám đạo thì con xin được vào và lễ chính thiết di đàng đàng di biệt minh minh đàng trúc di đạo gia phật phụ trần đại anh đại hòa di đâu thể mang chúng luôn đấy đạo đàng di tập này trung mạnh xin chủ trì thành nhất tâm con cảm cách trên nhung kim sư kinh sở ngọc cả mạnh đời ninh vô khối tổ địa sinh linh thần lại lâm chứng đâm tượng còn càng chân hạ đát đáp công vi tượng tượng càng khôn đát đáp khôn vi nhiều liệu tống trí chân hạ lương lòng kính đạo thế giới cùng giá từ phương cầm kỳ từ thứ thì trong linh vô vô quý chỉ trong chi lực các thanh hoan lì cộng chúng nguyện tôn nghiêm chỉnh quân lý trương thừa phật lực Như Lai lưu từ địa chân ngôn cầm cương kỳ chúng nhạc là đạo thanh thiên tư linh hôn thổ gian thổ địa trung long thần tài bản tiên hiến diệu trần hương lên các thế thông nhân sinh hoan hỷ nam mô sinh hoan hỷ địa bồ tát ma tát nam mô sinh hoan hỷ địa bồ tát ma nam mô sinh hoan hỷ địa bồ tát ma tát của cái người lưu dân thật buồn cho luôn kích cờ tam thân kích cờ tam thân phụ minh chư giả cố tình phật thánh tóc giác bà trung liên thanh chân kích cờ tam thân kích cờ tam thân phê đình mặt tay ngưng ngắn đạn trung kích cờ tam thân đây chỗ tam thân phê đình mặt tay ngưng ngắn đạn trung kích cờ tam thân nói là mô á thế nào là ra mô á thế nào là ra mô á thế nào là ra mô á thế nào Yeah.
Lời ăn cái vào rồi mong muốn.
phần trưởng trang nghiêm hoàng ứng tan lễ. Khi tâm tan lễ đạo tràng chân pháp giới nga Phật sơ đàng giác đàn nội ý chính ngũ trang nghiêm thánh phạm giáo tự tại phóng quang minh bất khởi tỏa chú sát hải ngũ quả tập ngũ nhân tập sư tinh tập mồi đế vong cùng cùng vô ái ngại phá hiện tác tuyệt kỳ văn thủ khai âm mồi nhất sát na thành chính giác viên thành giải nguyện tín chủ bảo bình an phúc tuệ trang nghiêm xà xiên tỉnh đồ. Như lai giao cho thân đề giàn vô dư đẳng vô tỷ bất tư nghị thì cố cung kinh lễ. Tập con chư Phật tái hư không bất chốt cẩn thân hiện hiện như đồng sơ văn theo giao cẩn thân giao tâm tư thi thủ thi đồng. Yeah.
lộ thủy năng linh nhất thiết biến thập phương. Đừng nhớ cầu ấy thích quyết trở tình chữ đạo tràn thanh tình.